Thông báo thu hồi điện thoại Galaxy Note 7 trên toàn cầu của Samsung có liên quan đến ít nhất là 10 nước. Các khách hàng ở Hàn Quốc được thông báo đến các trung tâm dịch vụ để đổi điện thoại từ ngày 10 tháng 9. Kế hoạch thu hồi 2,5 triệu điện thoại Note 7 được đưa ra chỉ sau 2 tuần được bán chính thức. Những ngày vừa qua, nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới đã yêu cầu hành khách tắt điện thoại Galaxy Note 7 hoặc thậm chí phải cất điện thoại này trong hành lý ký gửi trước khi lên máy bay. Từ khi Samsung tung ra thị trường điện thoại Galaxy Note 7 hồi tháng 8, đã có nhiều hình ảnh chiếc điện thoại này bị cháy được tung lên mạng xã hội. Samsung xác nhận pin của điện thoại bị lỗi và họ đang có giải pháp để thay thế cho khách hàng những chiếc điện thoại mới với viên pin an toàn. Theo kế hoạch, Samsung sắp sửa tung ra lô hàng Galaxy Note 7 thay thế các sản phẩm của mẫu điện thoại này bị lỗi.